Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 301 của kênh công nghệ TRD. Ngày hôm nay đánh dấu là 301 các bạn nha, vì ngày hôm qua là số 300 rồi, thời gian trôi rất là nhanh. Mong rằng Việt Nam chúng ta, tất cả từ Đà Nẵng, các thành phố lớn của Việt Nam, chúng ta sớm vượt được qua dịch Covid các bạn nhé. Khuyến cáo các bạn là nếu như những cái công việc không cần thiết bây giờ thì tốt nhất là chúng ta nên ở trong nhà. Và nếu có giao tiếp ra bên ngoài thì cứ khoảng cách 2 mét cho an toàn các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Chào anh, cho em hỏi là cốt Y74810MQ trên con 6540 so với cốt Y56430HQ trên con 5470, con nào mạnh hơn trong cùng tầm giá? Em chúc anh sức khỏe. Trên 5470 thì nó dùng 6440HQ chứ không phải là 6430 đâu em ạ. Trong phương diện nếu mà Y7 thì nếu mà so với con chip HQ anh cho là Y56440HQ đi, thì trong một số tình huống thì với phiên bản Y7 nó render vẫn nhanh hơn, xử lý các tác vụ về đồ họa tốt hơn. Nhưng với 5470 thì em sẽ có ổ cứng chạy M2 này, có thể chạy được này. Và sẽ có RAM nó chạy chuẩn ở DDR4 chứ không còn ở DDR3. Máy chạy có thể là mát hơn một chút với khả năng nâng cấp tốt em nhé. Thì ở đây thì hai phiên bản này thực ra hơi khác nhau một chút. 5470 thì với màn hình 14 inch cơ động mà là phù hợp những các bạn hay di chuyển đi lại. Trong khi đó thì 6540 sẽ có màn hình 15,6 inch bự hơn và nặng hơn, phù hợp với những các bạn mà làm việc một chỗ nhiều em nhé. Câu hỏi số 2 của bạn Vương Nguyễn, chỗ anh có nhận đổi cũ lấy mới không ạ? Chào em Vương Nguyễn nhé, cửa hàng anh thì vẫn hỗ trợ đó là em có máy cũ thì có thể mang qua cửa hàng, bọn anh test, xong sau đó thì nhập lại máy và đổi sang những máy cần thiết phù hợp với em nhé, mời em qua cửa hàng. Câu hỏi số 3 của bạn Anh Nguyễn, em phân vân quá anh ạ, tầm 27 triệu em để ý 3 con, 7591, Y7M5520, XPS9560, anh phân tích tư vấn thêm giúp em từng con, em không chơi game và chỉ muốn học đồ họa thôi ạ. Không chơi game và chỉ muốn học đồ họa thì anh phân tích một chút nhé. 7591 được trang bị CPU đời 9 thì chắc chắn là cao cấp nhất trong những cái đống như là 5520 và 9560. Trang bị CPU đời 9 nhưng có một nhược điểm, đó là cái Vega đồ họa nó GTX 1050 dung lượng nó chỉ có 3GB thôi. Bản thân anh cũng test 7591 thì máy chạy khá nóng với các tác vụ đồ họa. Nhưng bù lại thì em sẽ có một chiếc máy với phân khúc giá rẻ hơn so với Ryzen 5520 hay XPS 9560. XPS 9560 chỉ được trang bị CPU đời 7. Nếu mà trang so sánh với CPU thì nó sẽ không thể bằng phiên bản i7. 7591 có đến 6 lõi 12 luồng. Về khả năng render thì chắc chắn là 6 lõi 12 luồng nó sẽ khỏe hơn i7 7700HQ. Nhưng nếu mà tính về Vega thì 9560 sẽ có Vega 4GB thì sẽ hỗ trợ đồ họa tốt hơn so với GTX 1050 3GB. Và con Ryzen 5520 cũng thế. Đó là dòng máy chạm thì nó trang bị cả màn hình, đó là Quadro, nó sẽ hỗ trợ đồ họa mô phỏng. Cụ thể đây nó Quadro M1200 với dung lượng 4GB. Nếu cả hai chiếc máy như là 9560 và Ryzen 5520 tính ở phân khúc cao cấp thì chắc chắn nó cao cấp hơn dòng Impedance giá ở phân khúc phổ thông. Trong khi đó thì hai chiếc máy kia đều ở phân khúc cao cấp em nhé. Nó khỏe hơn Vega và trang bị cấu hình nó khả năng tản nhiệt cũng tốt hơn so với 7591, thì em có thể cân đối nhu cầu dùng thực tế em nhé. Câu hỏi số 4 của bạn Long Trần. Anh ơi, máy Asus GM501 có sẵn hàng ở chi nhánh Hồ Chí Minh không ạ? Em chiếc này thì hiện lại đang có sẵn hàng ở Hà Nội. Nếu mà em yêu cầu thì có thể alo trực tiếp cho anh. Số điện thoại của anh là 077357449 ở cuối. Hàng sẽ được gửi vào Sài Gòn. Như hôm nay em mua thì alo cho anh. Ngày mai sẽ có hàng Sài Gòn, em qua cửa hàng em lấy giúp anh em nhé. Câu hỏi số 5 của bạn Anh Nguyễn. Anh ơi, con XPS 9560 ở Hồ Chí Minh thì mới bao nhiêu phần trăm và sử dụng được trong vòng 5 năm nữa ổn không ạ? Ngoài ra thì con 7591 Hồ Chí Minh còn sale không anh? Câu hỏi này thì cùng với câu hỏi của bạn số 3, cùng một tên này. Vẫn là so sánh giữa 9560 và 7591 đúng không? 9560 hiện đang có hạn sẵn hàng ở Sài Gòn. Và phiên bản 7591 thì đang có hàng ở Hà Nội. Em ok, anh sẽ chuyển vào cho em. Ví dụ hôm nay mua thì ngày mai em sẽ nhận được máy em nhé. Thực ra là có dùng được 5520 thì của bền thì nó phải tại người dùng nữa em ạ, chứ không phải là ai dùng cũng được đâu em. Thứ nhất là phải biết dùng, và thứ hai nữa là mình cũng phải bảo dưỡng vệ sinh đúng cách và cách dùng đúng cách thì máy nó mới bền. Còn với cấu hình của máy như này thì em hoàn toàn có thể dùng 3 đến 5 năm và thậm chí 7 đến 10 năm máy vẫn có thể hoạt động và chạy tốt em nhé. Câu số 6 của bạn Hồng Quân. Anh ơi, cho em hỏi, em mới mua con laptop cũ Dell G77588 nhưng lại không có đèn bàn phím anh ạ. Em thấy lạ quá, anh có thể giải thích giúp em được không ạ? Có hai phiên bản, một loại có đèn bàn phím, một loại không có. Em cảm ơn anh ạ. Nếu mà 7588 mà phiên bản mà không có lép phím thì có thể là phiên bản sách tay và option đã bị thiếu đi em ạ. Nhà anh thì bán 100% là máy có lép phím em nhé. Nếu trong trường hợp máy của em không có lép phím thì có thể qua cửa hàng để được nâng cấp lên lép phím. Thường một cái bàn phím thay vào khoảng 650.000 thì máy của em nó sẽ có lép em nhé. Chứ một chiếc máy chơi game với cấu hình khủng mà không có lép phím thì nó lại hơi buồn cười và sử dụng khá là bất tiện về đêm em nhé. Câu số 7 của bạn Vũ Xuân Mừng. Cho mình hỏi bây giờ có nên mua ThinkPad L540 Y7 không? Mình là dân xây dựng.
Bạn ơi, với phân khúc tài chính mình nghĩ từ khoảng 6 đến 8 triệu thì với phiên bản ThinkPad L540 sử dụng trong lĩnh vực xây dựng thì khá ok. Nhưng bạn lưu ý thì phiên bản này nó không có trang bị Vega rời. Nếu bạn sử dụng các phần mềm mà cần đến Vega rời thì nó sẽ hơi đuối một chút. Nhưng nếu mà tính ở phân khúc giá thì i7 thì con này vẫn là phân khúc giá rẻ, nó chỉ khoảng hơn 8 triệu. Là bạn mua được i7 và RAM 8GB HD256, cụ thể cửa hàng mình đang bán khoảng 8,5 triệu. Sẽ có chip là i7 MQ luôn, nó là 4810MQ. Nhưng nếu mà cố lên một chút với phân khúc khoảng tầm 10 triệu thì bạn có thể chọn các phiên bản như là Dell Latitude 6540, máy được trang bị i7 và có Vega rời, nó sẽ hỗ trợ bạn đồ họa tốt hơn. Đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng thì cố gắng một chút đầu tư những chiếc máy khoảng tầm từ 13 đến 15 triệu thì ok hơn với bạn. Còn nếu mà không có thì đầu tư vài con máy dưới 10 triệu, cụ thể là 6540 hoặc là có thể là ThinkPad L540 là đều là ok bạn nhé. Câu hỏi số 8 của bạn Ngọc Vũ, anh có thể chỉ ra điểm khác biệt để dễ nhận biết giữa ThinkPad dòng E và ThinkPad dòng T không ạ? Đối với hai dòng máy này, thứ nhất là dòng E là phân khúc máy dòng rẻ nhất, bình dân nhất của ThinkPad. Dòng T thì nó chạm ngưỡng ở cao cấp mà nó chỉ thấp hơn các dòng như là X1 Carbon chẳng hạn. Ví dụ như các dòng E thông thường thì nó có thể bớt đi các option, ví dụ như tỷ lệ bao phủ màu màn hình có thể thấp này, máy có thể không có led phím hoặc là SD không có chẳng hạn. Thường những option của những phiên bản dòng E thì thấp hơn so với dòng T và giá bán trên thị trường cũng thấp hơn rất là nhiều em nhé. Câu hỏi số 9 của bạn Long Phạm, em đang phân vân giữa ThinkPad T495 và T490, anh giúp em phân tích cấu hình giữa hai con này được không ạ? Nhu cầu của em là học tập chơi game nhẹ nhàng, em cảm ơn anh. Thực ra hai chiếc máy này thì hoàn toàn giống nhau mà chỉ khác nhau với CPU thôi. Một chiếc máy được trang bị CPU của AMD và một chiếc máy được trang bị CPU của Intel. Hai chiếc máy về hình thức bên ngoài giống y hệt nhau. AMD thì em biết rồi, bởi vì nó không phổ biến tại thị trường Việt Nam, hiện nay cũng đang cạnh tranh rất lớn so với chip Intel. Thông thường những chiếc máy AMD thì sẽ có giá bán rẻ hơn so với chip của Intel, bởi vì ở Việt Nam mình hay dùng máy kiểu dạng như là theo phong trào. Bạn tôi dùng Intel thì tôi cũng sẽ dùng Intel. Nhưng mà trong một số tình huống thì chip Intel có thể xử lý các tác vụ về đồ họa hoặc có thể là dùng về chẳng hạn các kỹ thuật về dựng video chẳng hạn, nó sẽ tốt hơn so với AMD. Nhưng AMD bù lại thì chúng ta sẽ có một chiếc máy có cấu hình tương đối tốt với khả năng render khá ok. Nhưng nhiệt độ của các dòng CPU AMD có vẻ hơi nóng một chút bạn nhé. Câu hỏi số 10, bây giờ em muốn mua một chiếc laptop học tập chơi game nhẹ giá khoảng từ 6 đến 8 triệu và đặc biệt phải có SSD mỏng nhẹ thì nên mua máy nào ạ? Trong tầm khoảng từ 6 đến 8 triệu mỏng nhẹ thì có thể mua Dell như Dell Latitude 7440. Máy được trang bị vỏ bằng hợp kim nhôm với tiêu chuẩn độ bền quân đội đòn STD80G. Hoặc cao cấp hơn thì em có thể chọn Dell Latitude 7450, vỏ máy bằng Mazue. Trang bị CPU đời 5 thì cũng giá sẽ dao động từ khoảng 7 đến 8 triệu. Và với 7440 thì giá dao động từ khoảng 6 đến 7 triệu em nhé. Và đều được trang bị phiên bản i5. Máy nó chỉ có trọng lượng 1,5kg thôi, hoàn toàn phù hợp với em di chuyển đi lại nha em nhé. Vâng, thưa các bạn, là chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 11 của bạn Nga Phan. Chào anh, giữa con Asus TUF A15 và con Asus G15GA520U thì anh nghiêng về con nào hơn? Em đang phân vân giữa hai em ấy ạ. Cho em hỏi thêm là nếu có 27 đến 28 triệu thì theo anh hiện tại nên lấy con nào ngon và mạnh nhất trong tầm giá? Em cảm ơn ạ. Với hai phiên bản đó là Asus, ở đây cụ thể chúng ta sẽ có mã A15FA506EO, chúng ta sẽ có mã EU và AN010. Trong khi đó thì Asus ROG Red Pilot G15GA502. Thì đây là hai chiếc máy khá là cạnh tranh tốt và mỗi một chiếc máy có thể thiết kế kiểu dáng tương đối là bắt mắt. Nếu mà nói về cấu hình thì anh có thể đánh giá hai chiếc máy này nó cũng tương tự mà chỉ khác nhau về kiểu dáng thôi. Còn với tầm khoảng từ 27 đến 28 triệu thì bây giờ cũng có các đối thủ, ví dụ như là HP Omen phiên bản 2019. Như giá 26 triệu bây giờ thì đang có cấu hình rất là tốt, đó là i7-9750H, RAM 16GB SD256GB và cả màn hình GTX 1660T 6GB luôn, màn hình 144Hz. Thì anh đang có giá nó chỉ có 26 triệu 7 thôi. Chiếc máy này cũng có cái cấu hình tương đối là ok. Trong khi đó phiên bản cao cấp hơn, đó là RTX 2060 sẽ có giá là 29 triệu 9. Ngoài ra thì nó có thêm phiên bản Dell G5590 cũng có cấu hình tương tự, đó là RTX 2060 i7-9750H có giá là 29 triệu 900. Thì là ba chiếc máy này là ngon nhất trong cái phân khúc giá. Ngoài ra thì có một thêm chiếc máy nữa mà anh ý nó là ba chiếc là cộng thêm chiếc, đó là Lenovo Legion i515 cũng trang bị cấu hình tương tự như vừa rồi. Giá cũng chỉ ở phân khúc từ 27 đến 30 triệu thì ba chiếc máy này có thể cạnh tranh trực tiếp với hai phiên bản, đó là Asus TUF A15 cộng thêm với cái con kia em nhá. Câu hỏi số 12 của bạn Đức Đức. Bạn ơi, tư vấn giúp mình một chút. Mình đang phân vân giữa Asus TUF A15, Legion 5 R5 và HP Gaming 15 i7. Con nào đang dùng bền hơn cũng như là không bị tụt xung nhiệt khi mà chiến game lâu ạ? Với phiên bản Asus, đây là A15 với con chip đó là GZ5 4600. Con này có CPU nó là 6 lõi 12 luồng và GTX 1650. Hiện nay giá đang dao động khoảng tầm 23 triệu. Trong khi đó thì Legion i545 cũng trang bị cấu hình tương tự. Đấy.
Và ở đây thì có phiên bản HP là i7-1650. Nếu như ở đây thì hai phiên bản chạy chip Ryzen thì có thể đánh giá là tương tự nhau, 1650 và 1650T. Tuy nhiên là 1650T sẽ mạnh hơn khoảng đó là 30% so với hiệu năng GTX 1650 thường. Và ở đây thì chúng ta sẽ có con chip đây mạnh nhất đó là i7-9750H, thì con này cũng 6 lõi 12 luồng. Nhưng khả năng về edit video 4K thì Intel lại làm tốt hơn, đó là con i7-9750H và GTX 1650. Nhưng ở đây chúng ta sử dụng phần mềm thì em sẽ so sánh một chút, đó là chúng ta dùng GPU nhiều hơn hay CPU nhiều hơn. Còn mấy chiếc máy này thì đang có giá mặt sàn là tương tự và cạnh tranh trực tiếp với nhau. Nhưng nếu mà AMD thì chúng ta sẽ có một mức giá bán tương đối tốt với khả năng tản nhiệt, anh thấy cũng khá được so với bây giờ. Thì ở đây chỉ có một con, đó là thương hiệu máy Mỹ và một con thương hiệu của Trung Quốc và một con thương hiệu của Đài Loan. Nói chung cả ba thương hiệu nghe cũng đau đầu ra phết. Nhưng nếu mà cần hiệu năng của CPU thì với con gaming 15 i7-9750H đây là CPU là ok nhất. Mạnh hơn so một chút so với con Ryzen 5 nó là i7-4600H thì em nhé. Cân đối nhu cầu dùng thực tế của em nhé. Câu số 13 của bạn Nam Trần cho em hỏi, em có xài laptop ZenBook 15, máy có hỗ trợ Bluetooth, hồi trước em có bật lên để kết nối với tai nghe, sao bây giờ không thể kết nối được nữa và cài đặt thì không thấy bật Bluetooth. Em có lên mạng tìm hiểu đủ mọi cách nhưng vẫn không được, thì anh có thể chỉ cách fix giúp em được không ạ? Cảm ơn anh. Trong trường hợp này thì có thể là hệ điều hành Windows của em đang gặp vấn đề và Bluetooth của em không bật được. Em có thể cài lại hệ điều hành hoặc là kiểm tra driver xem driver có bị đít hay không. Nếu mà bị đít thì em chỉ cần cài lại đúng cái Bluetooth và driver của nó là ok. Còn nếu mà trong trường hợp em cài lại cả Win rồi mà vẫn không xuất hiện Bluetooth thì có thể là máy của em đang bị lỗi Bluetooth, thì chúng ta sẽ phải thay em nhé. Câu hỏi số 14 của bạn Vũ Nguyễn. Anh ơi, tư vấn giúp em một chiếc máy khỏe trong tầm 15 triệu. Em không chơi game nhưng có học về đồ họa. Em không quan trọng thiết kế lắm, máy dùng khỏe chạy mượt là được. Em cảm ơn ạ. Máy dùng khỏe chạy mượt là được thì có lẽ là chiếc HP ZBook 15G3 là chiếc máy ổn nhất trong phân khúc giá của em. Máy được trang bị i7-6820HQ, RAM 8GB và SSD 256GB, cam hình đó là Quad Pro M4000. Máy có hai cổng turbo cũng như kèm rất nhiều các cổng khác, mà hai cổng turbo kép thì nó ra băng thông đến 40GB/giây. Khả năng tản nhiệt rất tốt, mọi thứ đều rất ok và được đánh giá rất tốt của dòng thương hiệu HP Godison. Giá đang bán là chỉ có 15 triệu 500 thôi, để anh thấy cái này là khỏe và ok nhất trong việc mà em vừa đồ họa vừa chơi game em nhé. Câu hỏi số 15 của bạn Múc. Anh ơi, cho em hỏi ý tưởng chọn mua máy với. Em muốn có một chiếc máy CPU đời 10 RTX 1660Ti hoặc RTX 2060. Em muốn màn có độ phủ màu tốt, nó phải mát để có thể bung được hết hiệu năng khi chơi game và có thể render chỉnh hình ảnh nhẹ nhàng. Em đang có tầm 35 triệu, anh có thể cho em một vài ý tưởng máy được không ạ? Em cảm ơn. Với CPU đời 10 bây giờ thì cũng đang rất là ít máy và cũng chưa có nhiều với bản GTX 1660Ti. Nếu trong phân khúc giá này thì sẽ có mấy con Asus với phiên bản trang bị CPU đời 10. Ví dụ các dòng như GA502 chẳng hạn, sẽ có trang bị CPU đời 10, sẽ có phân khúc giá từ 2060 thì nó khoảng 38 triệu. Trong khi đó thì GTX 1660Ti thì đều là 6GB, cũng sẽ có phân khúc giá khoảng tầm từ trên 30 triệu một chút thì em cân đối. Còn nếu mà các thương hiệu có tiếng, ví dụ của các dòng HP, của dòng Dell thì giá chúng ta phải bỏ ra thường là trên 40 em nhé, thì có thể cân đối nhu cầu. Và đây nếu mà tỷ lệ bao phủ máu tốt thì nó sẽ có từ khoảng 72% đổ lên và độ sáng màn hình tầm khoảng 300 lít là hoàn toàn đáp ứng tốt với em. Còn thực ra tầm này mà Gen 10 mà để chọn bây giờ thì nó cũng sẽ hơi đắt đỏ đấy, bởi vì nó chưa được ổn định giá lắm. Và lại cả bản RTX 2060 thì khá là cao. Còn với GTX 1660Ti bây giờ thì chủ yếu là các dòng CPU đời 9 thôi. Đời 9 ví dụ mấy các phiên bản như là HP Omen này, phiên bản 2019 giá đang dao động từ khoảng 28 đến 30 triệu đồng. Bao gồm sẽ có là GTX 1660Ti và RTX 2060 thì cũng thấy cũng khá là ok đấy. Hoặc có thể là Ryzen i5-45 cũng là CPU đời 9. Bởi đời 10 giờ thì vẫn hơi chát em nhé, thì em có thể tham khảo. Ngoài ra thì nó có thể có phiên bản nữa là Dell G5-5590, nhưng cũng chỉ là trang bị CPU đời 9 thôi. Còn ngoài ra thì mấy con máy anh xách về CPU đời 10 thì chủ yếu nó là GTX 1660Ti hoặc là GTX 1650 thôi. Sẽ có giá dao động từ khoảng 28-30 triệu. Có thể tham khảo trên 24laptop.vn em nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp 301 của kênh công nghệ TLD. Và cứ 2 ngày thì chúng tớ sẽ có một số hồi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi về phần mềm, phần cứng, đánh giá máy hay nâng cấp, vui lòng đặt các câu hỏi bên dưới. Hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp, số điện thoại của mình là 077-357-449 ở cuối. Mình có thể trả lời qua tin nhắn và 100% các tin nhắn trên YouTube các bạn sẽ được trả lời. Nếu có hơi chậm một chút thì mong mọi người thông cảm nhé. Để ủng hộ chúng mình thì bằng cách là các bạn sẽ đăng ký kênh này, bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất và chia sẻ cho bạn bè cũng như like các video như này, thì chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn và cập nhật rất nhiều kiến thức về công nghệ thông tin nhiều hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.